Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành EZ đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game mới ra mắt của nhà phát hành VNG. Tựa game này mang tên là Tây Du Béo anh em ạ. Thể loại tựa game này khá là quen thuộc thôi, thì thuộc kiểu thể loại idol, thể tướng, chiến thuật. Và cái điều đặc biệt của tựa game này là các nhân vật sẽ bị béo phì anh em ơi. Từ yêu ma đến thần tiên, yêu quái này. Game này có cả Tôn Ngộ Không các thứ cơ. Và chúng ta chỉ cần nạp đầu thôi là chúng ta sẽ nhận được một vị tướng Tôn Ngộ Không rất là mạnh em ạ. Kỹ năng đây. Thì đây đó chính là tướng hệ thích khách và là hệ lôi mạnh nhất trong game này. Và Ngộ Không thì ai cũng thích đúng không? Và đặc biệt là nhân vật này nó sẽ có cái bụng rất là bự. Rất là khác với những cái tựa game cùng thể loại. Rồi thì chúng ta sẽ có cái chiêu mộ thêm những cái tướng mới thì mình sẽ vào ấn cái hồ lô này. Mình sẽ chiêu mộ nhá. Mở hồ lô anh em ơi, có tất cả là 5 loại hồ lô khác nhau đây. Lục hồ lô này, lam hồ lô này, tử hà linh hồ lô này, tranh quang tiên hồ này, và hỗn nguyên thần hồ anh em ơi. Nó sẽ mở càng hồ lô xịn thì nó sẽ càng ra được tướng ngon hơn anh em nhé. Đây, mình sẽ mở ra, chưa được tướng nào đúng không? Tôi sẽ mở thêm 4 cái hồ lô này nữa. Đây rồi, và chúng ta được thiên lý nhãn anh em ạ, một tướng tím thôi. Thì theo mình thì anh em nên cố gắng mở những tướng đỏ và nâng cấp cho nó nhá. Và điều đặc biệt cái tựa game này là anh em có thể chơi được trên cả Android, iOS và chơi trên cả web nhá. Rất là nhiều lựa chọn dành cho anh em. Thì mình sẽ đi nhập code. Chỉ cần vượt qua ải 10 thôi là anh em có thể nhập được code rồi. Anh em click vào cái ảnh avatar của mình này. Để mình sẽ đổi tên của nhân vật mình đã nhá. Ảnh EZ này. Anh em tải về và chơi cày cấp đua cấp của mình luôn. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào trong cái phần thiết lập hệ thống và ấn chữ code đấy nhá. Mình thấy thì có tầm khoảng 20 mấy cái code hay phải. Game này lắm code dã man luôn anh em ạ. Tôi sẽ nhập hết để lấy tài nguyên để đi chiêu mộ thêm tướng mới nha anh em. Đó, chúng ta được cái thần phù này. Được 10 cái thần phù này. Code đầu tiên này. Code thứ hai. Được Dương Su, Nguyên Bảo và Túi Phúc Kim Đơn. Mình sẽ nhập hết tất cả code vào. 30 rồi. Cái thần phù luôn. Ngon luôn. Tha hồ mà mở nhé. Xem có được hồ lô không. Toàn được thần phù nhỉ. Cái hồ lô là anh em đánh càng nhiều thì nó sẽ rơi ra càng nhiều cái hồ lô nhá. 26 cái, 25 cái code cơ. Nên có mà nhập thoải mái luôn. Và tất cả các code này mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả và phần comment dành cho anh em nhé. Tha hồ mà nhập. Rất nhiều tài nguyên khác nhau. Nguyên bảo Dương Su này. Hàn thiết để nâng cấp cho các nhân vật của chúng ta. Các vị tướng của chúng ta. Mình chưa từng thấy cái tựa game nào mà lại lắm code như tựa game này luôn đấy. Và sắp tới nó sẽ còn thêm code nữa cơ. VIP 222 được cái gì đây? Được thêm một cái mảnh thần phù à? VIP 666 này. Cái này không được thần phù nhờ, được có nguyên bảo thôi. VIP 777. Được cá chép này, cá chép là giúp chúng ta có thể auto đấy, auto click đấy. Mà khỏi phải xem quảng cáo. Mỗi con cá chép này tương ứng với khoảng là 10 phút thì phải. Trân châu, Dương Su rất là nhiều. Thần phù này. Tôi sẽ nhập tất cả các code vào cho anh em. Để có full tài nguyên. Và chúng ta sẽ cố gắng là mở ra một đội hình full tướng đỏ. Lúc ấy nâng cấp nó mới đa anh em ạ. Làm code quá nhỉ. TD33. TDB666. Đây rồi. Còn hai code nữa anh em ạ. Là full bộ code. TDB999 nữa. Lúc nào có code thì mình sẽ cập nhật trong các clip sau nhé. Rồi, có cả hồ lô xịn kìa anh em. Chúng ta đã xong. Và mình sẽ vào cái hồ lô trước. Mình sẽ mở nhá. Mình nhận thưởng cái này đã. Đây. Lam xương băng hồ. Ok. Mở ra xem nào. Tử hà linh hồ. Được tướng đỏ hay không? Tướng gì đây anh em? Tướng tím à? Đây tướng tím.
Tướng Cam, Trì Quốc Thiên Vương à? Rồi, tôi sẽ mở thêm những cái hồ lô xịn hơn anh em. Đấy, tôi có được hai cái hồ lô tranh quang tiên hồ này anh em ơi, chắc chắn sẽ được tướng đỏ này. Tướng cam trở lên. Tướng đỏ là 35%, tướng đỏ là 10%. Ok, tướng đỏ là xịn nhất rồi. Tướng đỏ đây anh em, đây rồi. Tướng tím ạ. À. Phục hổ, Hàng Long phục hổ à? Tướng tím à, kim giải tướng quân. Anh em hay xem Tây Du Ký thì sẽ biết được rất là nhiều các cái vị tướng ở trong này, thần tiên mà. Tử Hà Linh Hồ này. Tướng cam, Dạ Du Thần, ok. Tôi chưa tướng đỏ là đúng không anh em? Nhận thưởng cái này ra. Mở cái này ra xem. Tướng tím à? Chưa được anh em ạ. Rồi, tôi sẽ quay lại cái thần phù nhé. Đây, thỉnh thần này anh em ơi. Thỉnh thần à, sẽ bấm bỏ qua đi. 10 cái thỉnh thần này sẽ được, chắc chắn 100% sẽ được tướng đỏ nhé. Và chúng ta cũng sẽ có thể có lượt mở miễn phí anh em nhé. Nào, tướng cam, Phổ Hiền Bồ Tát. Đây rồi. Ui, Na Tra anh em ạ, tôi cứ tưởng tôi độ không. Nhưng dù sao cũng có một tướng đầu tiên ha. Ok. Tôi còn tận 87 vé nữa cơ mà. Thoải mái đi anh em. Cự Linh Thần tướng cam. Bất động Minh Vương tướng đỏ này. Con này là hệ thủ rồi, cho nên hàng đầu quá hẹn quá đẹp luôn anh em. Rồi. Quy Thừa Tướng à, tướng cam à. Tướng cam Ngọc Thố con thỏ. Ui, đây rồi anh em ơi, tôi nhận được tướng đó chính là Ngộ Không. Thích Khách, hệ Thích Khách tướng đỏ luôn. Ui, một trong những vị tướng hệ lôi mạnh nhất đúng không anh em? Văn Thù Bồ Tát tướng cam. Ngon ghê. Tướng đỏ Diêm Vương. Nhờ cả Diêm Vương kìa bạn. Tướng cam Hắc Vô Thường. Tướng cam Nhiên Đăng Cổ Phật. Ok. Wow, hàng Nga luôn. Toàn tướng đẹp nhờ. Vừa đẹp vừa mạnh em ạ. Tôi có tận 37 vé nữa, tôi cứ mở thoải mái thôi. Anh em thấy là nhà nhập cốt vào rất là nhiều vé để anh em mở nhá. Tướng đỏ là Hồng Hài Nhi luôn này. Toàn tướng gọi là xịn sò mà anh em biết. Úi, có cả Sang Ngộ Tĩnh luôn. Có khi đủ một team thầy trò đường tăng luôn anh em. Mạnh bà. Rồi ok, thì hết hết vé đấy. Tôi còn có 7 vé thôi. Và vượt ải à. Ở đây nữa là chúng ta sẽ mở được cái rút X1000 miễn phí. Và chắc chắn sẽ nhận được cái hộp tướng đỏ anh em ạ. Nhưng mà phải đến ải 50 cơ. Cái này mình chọn trước à. Từ Hà Tiên Tử này. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu. Ok. Lôi Chấn Tử. Không biết chọn ăn ai. Con nào nhỉ? Tiếp mình sẽ chọn sau nhá. Chưa đến ải đấy. Đầu tiên mình sẽ vào cái phần tướng này. Đó. Mình sẽ tăng cấp cho Ngộ Không. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ có cái phần gọi là bảy trận trước đã anh em ạ. Đấy. Đội hình này. Con nào ngon thì mình sẽ gọi là cho vào luôn anh em ơi. Đây là những cái đội hình mà chúng ta sẽ vượt ải cực tốc này, bộc phát hệ lôi. Nếu mà đủ các cái tướng này thì chúng ta có Diêm Vương này. Có Diêm Vương này. Tử Hà Tiên Tử tía là tôi sẽ nhận con này ở ải 50 à. Hàng Nga này đẹp luôn. Địa địa tạng vương à, không có, tôi không có địa tạng vương. Thiếu đúng một con nữa là tôi sẽ được cái đội hình gọi là vượt ải gọi là siêu tốc. Ok. Chúng ta sẽ chọn những con nào gọi là khỏe nhất vào đây anh em ạ. Tôn Ngộ Không này, chúng ta chọn thích khách Tôn Ngộ Không. Ok, mình sẽ bỏ mấy con này ra nhá. Rời trận này. Một con cùi cùi này bỏ ra hết anh em ạ. Cho Ngộ Không vào thôi. Đấy, ra trận luôn. Ngộ Không này. Cái này là trợ thủ này, Ngộ Không cho phía dưới anh em nhá. Hàng Nga chắc chắn mình sẽ cho ra rồi. Cho xuống trợ thủ này. Con này cũng bỏ luôn này anh em. Rời trận luôn. Na Tra thích khách là giống kiểu Ngộ Không đấy nhỉ. Na Tra này cũng mình rất nhiều thích khách em ạ. Sa Ngộ Tĩnh này, Bất Động Minh Vương này, mình nghĩ sẽ cần một con thủ ở phía trên anh em ơi. Và tôi sẽ lấy Diêm Vương à. Rồi, Diêm Vương thích khách cho phía trên thì có vẻ như không ổn lắm, nhưng kệ thôi nhỉ. Thế cũng được. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp cho các cái tướng của chúng ta để cho nó khỏe lên nhá. Chiến đấu này. Tướng mình sẽ nâng cấp lên nhân vật chính của chúng ta anh em ạ. Chắc chắn là mình nhân vật chính trước á nhá. Xong mình sẽ nâng cấp cho Ngộ Không. Trăm.
chúng ta phải có cái vị tướng người thỉnh kinh này, level gọi là càng cao thì mấy con kia nó mới mở khóa được anh em ạ. Này 200 này ấy, tiến bậc luôn anh em, khỏe luôn. Tôi sẽ nâng cấp hàng Nga lên. Ok, mình còn chưa biết xem skill như thế nào. Hỗ trợ này, có một skill gọi là tuyệt chiêu đây, giúp hai nhân vật có tấn công cao nhất phe ta trong vòng 3 lượt tăng tăng công anh em ạ. Wow, có nghĩa là công càng khỏe thì càng ngon anh em, tăng công cho cô đội không rồi. Sẽ có chiêu đại náo thiên cung gây cho toàn thể phe địch cái là đánh đánh lan anh em ạ, sát thương bằng 450% tấn công, khỏe phết anh em ạ. Natural sao? Mấy con này mình sẽ để lên level 100 trước đi. Cho lên 100 đi. Rồi. 100 luôn. Mình vẫn có thể nâng thêm được mà anh em ơi, nhưng mà nghĩ là mình sẽ nâng full cho tốc độ không trước anh em nhỉ. Sẽ mạnh nhất. Rồi, tốc độ không level 200 rồi, mình sẽ tiến tiếp tục và nâng cấp cho nhân vật chính của chúng ta là người thỉnh kinh anh em ạ. Nhưng mà mình sắp hết cái ấy rồi. Tôi sắp hết cái này rồi anh em ơi, kim đơn rồi, sắp hết kim đơn rồi. Kim đơn có thể bằng mua bằng kim nguyên bảo nha anh em. 400 rồi mình. Hết cái kim đơn rồi anh em ơi. Hết kim đơn rồi. Mình sẽ nâng cấp thêm cho hàng Nga đi, tiến bậc nữa là ngon rồi. Ok, rồi đấy anh em ơi. Đồ giám này anh em ơi. Chúng ta là tướng đỏ sẽ nhận được cả 3 điểm cho cái đồ giám này. Mình sẽ mở hết cái này ra nhá. Mở càng nhiều tướng đỏ thì anh em sẽ càng được nhiều điểm đồ giám và anh em sẽ mở khóa được nguyên bảo. Cự linh thần này, mình sẽ mở hết tất cả này ra anh em ơi. Tướng đỏ là mạnh nhất, xong đến là tướng cam. Chính ra là mình mở rất là nhiều tướng rồi anh em ạ. Còn khá khá, mình sắp đủ một cái đội hình này, gọi là đi ải thần tốc. Thế là mình sẽ cố gắng ha. Rồi, đây là vấn đề về phần trang bị anh em ạ. Mình sẽ tăng cấp cho từng nhân vật, mình sẽ tăng cấp cho tốc độ không đi. Ở đây có thanh đồng kiếm tăng công này. Chúng ta sẽ dùng gọi là cái hàn thiết để nâng cấp anh em ạ. Đó. Mình thì thích kiểu nó phải full công, khỏe. Nâng cấp lên hàng quang kiếm, ok. Rồi, cứ nâng full này hết luôn rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ chiến đấy anh em. Mình sẽ sử dụng cái tự động này nha. Cá chép vàng. Ok. Dùng luôn cái này, mình đang có 5 cái con cá chép khi mình mở lúc nãy ra anh em ạ. Cái auto này khá quan trọng. Cái phần cóc vàng này thì phải mua. Thì nó sẽ tăng sát thương ngon hơn anh em ơi. Sát thương sẽ là 10 lần trên một giây và năng lực cộng 15% tấn công. Chỉ dành cho chính tuyến á. Cái này phải mua anh em ạ. Anh em phải bằng mua nguyên bảo à. Nguyên bảo. À, mình đang có 10.000 cái nguyên bảo. Mình sẽ mua thử cho anh em xem nhá. À, sử dụng con cóc vàng này được khoảng 30 phút à? Đúng anh em, 30 phút, khỏe hơn nhiều anh em. Rồi, chúng ta sẽ phần đến phần gọi là nhiệm vụ này. Nhiệm vụ, chúng ta sẽ có nhiệm vụ hàng ngày, anh em làm hết cái nhiệm vụ hàng ngày nhá. Thì ở phía dưới này anh em sẽ nhận được thêm một cái thỉnh thần phù anh em ạ. Cái thần phù này rất là ngon ha. Theo như mình thấy như vậy. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái phần gọi là thành tựu ở đây. Thành tựu là đạt các cái mốc anh em ơi, sát thương này cũng nhận được, sẽ được thêm nguyên bảo. Ok, nguyên bảo này khá cần thiết anh em ạ, dùng để mua cóc vàng các kiểu đấy. Ok, tôi sẽ nhận hết cái này đi, nhiều quá. Ui, tôi nhận thêm được cả cái hòm này, cá chép. Được thêm cả một cái hòm nguyên bảo đây. Ok, nhận được hết rồi, thêm một cái hòm nữa đây. Phải mấy hòm ấy chứ không phải là. Rồi ok, nhiệm vụ hàng ngày vứt đấy đã nhá. Chúng ta sẽ có phần túi đây. Đấy, mình còn mở cả cái xu nữa cơ mà. Xu này dùng để nâng cấp anh em ạ. Nâng cấp các cái con tướng của chúng ta. Mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên mắc luôn. Ok. Túi phúc nguyên đơn. À, cái nguyên đơn này cũng khá quan trọng này. Cái này dùng để nâng đồ à. Rồi, full rồi đấy. Uầy, để đánh nhanh dã man anh em ạ nhờ. Rồi chúng ta sẽ có thể nâng cấp tướng à. Mình sẽ nâng cấp tướng đi. Những cái con nào mà thuộc cái team ấy
cái team gọi là bầy trận này này. Cái đội hình này mình đang hướng tới cái đội hình đó chính là đội hình vượt ải cực tốc. Đấy, vượt ải siêu nhanh. Bộc phát hệ lỗi cũng được nhưng mà mình thiếu nhiều nhân vật quá. Mình không có những nhân vật này. Thiêu đốt hệ hỏa này. Đấy, cái này cũng được anh em ơi. Hồng Hài Nhi này. Nhưng không có Ngộ Không trong này nhỉ. Đã có thêm con Phượng Hoàng nữa. Phượng Hoàng với con được Tam Tạng. Kiếm đội hình cũng khá khó nhỉ. Hay Thỉnh Kinh này. Tiểu Bạch Long đúng rồi. Mình có khi mình thích cái đội hình này anh em ạ. Đội hình này ngon phết à. Đội hình này sẽ là gồm 5 thầy trò Đường Tăng thêm con ngựa đây. 4 thầy trò Đường Tăng thêm con ngựa nữa. Hài khá hài. Rồi. Và phần đặc sắc này đó chính là chúng ta sẽ mua bằng cái nhận quà ưu đãi anh em ạ. Đấy, đã mua cái dương su anh em ơi. 20 tiên ngọc. Cái tiên ngọc này phải nạp rồi. Đăng nhập 7 ngày anh em ơi, chúng ta sẽ được 10 cái hồ lô là lục đằng hồ lô. Rồi, ok, chúng ta sẽ game một cuốn phết anh em ạ. Cuốn dã man luôn đấy. Chúng ta sẽ vào phần này là phần mở hồ lô đã. Đang nhận đâu được thêm một con tướng nữa, hoàn thành được một cái đội hình xịn xịn thì ngon ha. Rồi, ok. Cái này anh em đánh càng nhiều nó sẽ... Mình sẽ ấn cái nút bỏ qua nhé, cho nhanh nhé. Cái hiệu ứng này không cần thiết lắm. Càng nhanh càng tốt. Ê ôi, hồ lô xịn này anh em ơi. Ôi, triệt cái mảnh của mạnh bà kìa. Không ấy lắm nhỉ. Ok, phúc lợi này. Phúc lợi là chúng ta cũng sẽ nhận được điểm danh hàng ngày. Hôm nay mình nhận được cái hàn thiếc. Đặc quyền à. Thẻ tháng này. Cái này anh em nạp tiên ngọc vào nhận mấy cái thẻ này cũng khá ngon. Thẻ tuần, thẻ tháng này. Sẽ được rất là nhiều cái nguyên bảo và cái thỉnh thần phù. Cũng như là hồ lô, lam xương hồ lô này. Và cái chân châu. Ui bot. Ok. Chúng ta sẽ đánh con bot này. Ui con bot này nó đỡ được mình. Không có đủ sức để đấu với tôi luôn anh em ạ. 20 tiên ngọc. Rồi ok, hoạt động giới hạn. Mình sẽ nhận hết mấy cái vé đi. Quà thỉnh thần này. Ok. Quà hồ lô này. Đủ chưa? Quà hạn giờ. Đấy là phải mua anh em. Đặc sắc. Nhận luôn. Vượt nhiều càng nhiều ải là anh em sẽ càng nhận được cái phù này với cái hồ lô anh em ạ. Mảnh hàn thiếc luôn. Quá là ngon. Còn bên này chúng ta sẽ là các cái đi gọi là leo tháp đây. Đây là leo tháp. Khiêu chiến anh em ơi, đi luôn. Ngay và luôn. Tốc độ x3 luôn. Cho nhanh anh em ơi. Cái này mình đi được 10 lần à? Cái năng lượng này chỉ đủ đi 10 lần thôi. Ấn sau đi. Ok, cứ đi. Cái này có thể thoải mái cho nó đi. Tự nó vượt anh em ạ. Mình không cần phải làm gì. Đội hình mình nó khá là mạnh rồi anh em. Quá là ngon. Ấn vào sau này. Game này là anh em có thể chơi ngay trên web được. Không cần phải cài kiếc gì ở trên Android iOS. Rất là tiện luôn. Và nếu anh em chơi Android iOS thì cũng được thôi. Có rất là nhiều cách để anh em có thể chơi được ấy. Ấn vào sau luôn. Team này cũng yếu thôi anh em ạ. Cũng không có gì. Lực chiến của mình đến 23 vạn cơ anh em ạ. Lực chiến của nó là... À không, lực chiến của mình là 11,49 vạn. Lực chiến nó có 26.000. Ok. Rồi đấy. Chúng ta có thể là tầng 10 có thể rút thêm anh em ạ. Rồi chúng ta quay lại đi. Mình sẽ nâng cấp thêm cho cái tướng của chúng ta lên một xíu. Hoặc là mình sẽ mở cái thỉnh thần này trước. Mình đang có 27 vé. Xích cước đại tiên. Văn Thiên Cương tiến tướng cam anh em. Tướng đỏ. Đại bàng kim sĩ điểu tướng đỏ. Ok. Hết rồi anh em ơi, và tôi vào đây tôi nhận cái hộp này á. Mình sẽ nhận tử hà tiên tử, con này mình có rồi này. Để mình hoàn thành cái team của chúng ta đây anh em ạ. Đó. Tăng Thiên Vương, ok. Lý Nguyên Soái.
con tôm đỏ tướng tím á, mấy con đấy tướng tím á. Đây là vượt ải 100 à, tam thánh mẫu à. Tam thánh mẫu thì không cần cho cái đội hình của mình, hàng Nga mình có rồi này. Thái bạch kim tinh à, thái bạch tinh. Mình đang muốn hoàn thiện cái đội hình ấy quá, 7 trận này, đội hình này mình thiếu mỗi thằng đó là địa tạng vương. Địa tạng vương mới kiếm đâu ra bây giờ, hệ thổ à, trông trông ấy phết nhờ, xịn xò phết. Chúng ta sẽ nâng cấp những con này luôn. Tử Hà Tiên Tử, mình sẽ cho Tử Hà Tiên Tử vào trong cái team anh em nhá. Mình sẽ bỏ con nào ra, Nacha, bất động minh vương à, tôi sẽ bỏ Nacha ra đi. Mình sẽ kế thừa cho Tử Hà Tiên Tử anh em ạ. Tất cả các điểm chỉ số, những cái gì mình nâng cho Nacha sẽ chuyển cho Tử Hà Tiên Tử nha anh em. Đấy, ổn hơn đấy nhỉ. Nâng cấp thôi, tăng cấp cho Ngộ Không trước đi. Đó, nó sẽ mở khóa cho chúng ta những kỹ năng khác anh em. 400 rồi, đang có 1.400 à. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm cho Tử Hà Tiên Tử với hàng Nga anh em ơi. Đây, Tử Hà Tiên Tử đi. Tăng cấp. Hết điểm luôn anh em ạ. Rồi, tôi sẽ quay lại với chiến đấu nha. Mở khóa cái tính năng tiệm. Tái mộng Tây Du. Uầy, nhận nhiều thứ thế nhỉ. Rồi, ok, và chúng ta sẽ kêu tầm em đến đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Và link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé.